Quý Nhanh và Cao Trời xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huyền Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ tư trong tuần. Chào Quý Nhanh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Huyền Việt TV. Thân ái mến chào anh Ngọc Triều, thưa anh. Không biết Quý Nhanh có cái ước mơ, tôi cứ nhớ những cái mưa mà mưa lâm râm nhỏ nhỏ mà dai dẳng á, thì thích chui trong chăn xong rồi coi phim kiếm hiệp hoặc là đọc truyện kiếm hiệp hồi xưa đó. Hồi xưa hai bộ mà Anh Hùng Xạ Điêu, Cô Gái Đồ Long rồi hoặc là 008 á. Tức là anh mê, anh mê. Trong cái thời đó tôi thấy hầu hết thanh niên, thanh niên là mê những cái cuốn truyện. Thanh niên chứ đó. Thiếu nữ chắc đâu mê anh hả? Thiếu nữ tôi không biết, nhưng mà bởi vì mình không có, chưa có tới tuổi đi sâu vào, nhưng mà tôi thấy nhiều người mê lắm. Dạ, đó chắc hợp với quý ông thanh niên. Dạ. Còn, bởi vì cái thời đó mình chưa có những phim bộ đó, thưa quý vị khán giả, thành ra chuyện là cái phương tiện để mà theo. Nhưng mà phải nói ông Kim Dung viết hay vô cùng. Dạ. Nhưng mà thật sự đó, nếu mà đã coi truyện, xem đọc truyện rồi và coi phim thì mình thấy cái phim nó hay hơn, hấp dẫn hơn nhiều anh. Nó có một cái phim, nó có một cái thế mạnh riêng. Dạ. Nó thể hiện bằng, nhất là bây giờ có kỹ xảo rồi, thì Trung Hoa, Trung Quốc họ là phải nói là vua về vấn đề kỹ xảo này, những cái bộ phim như vậy, về phim võ thuật, phim kiếm hiệp. Nhưng mà dù sao đọc truyện nó có cái lý thú riêng. Ông viết tình tiết mà từ thế võ cho đến thế đánh, rồi tâm lý nhân vật nó rất là rõ ràng. Thế nên mình đọc y như là mình coi phim vậy. Đó là cái tài của người viết văn. Còn như Quỳnh Anh thì cái thí dụ như cái truyện Bố Già, mình coi được qua cái bản dịch tiếng Việt Nam, xong rồi mình coi phim, mình thấy nó hay vô cùng. Dạ, nhất là những chi tiết rồi. Nhưng mà rồi sau đó qua coi phim, mình thấy nó cái phim nó làm cái tăng cái độ hấp dẫn hơn, thưa anh. Mỗi cái nó có một cái sở trường rồi sở đoản riêng, một cái hay riêng của mình để mình thưởng thức. Dù sao thì đó là những cái kỷ niệm của thời mà trời mưa lâm râm chui trong chăn, thưa quý vị. Còn bây giờ thì có nhiều thú hơn nhiều, TV, YouTube rồi đủ mọi chuyện hết, để thấy ra thôi. Chúng ta thời nào thì thức đấy. Còn bây giờ là hôm nay là phần tin tức phải được gửi đến quý vị. Đó là phần tin tức Hoa Kỳ để gửi đến quý vị đầu tiên với Quỳnh Anh. Kính thưa quý khán giả, mở đầu tin Hoa Kỳ cho biết CDC ước tính biến thể Omicron chiếm 58.6% số ca mới, sửa lại ước tính trước đó. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hôm thứ Ba, biến thể Omicron ước tính chiếm 58.6% các biến thể coronavirus đang lưu hành ở Hoa Kỳ tính cho đến ngày 25 tháng 12. CDC cũng sửa lại tỷ lệ ca nhiễm Omicron trong tuần lễ kết thúc ngày 18 tháng 12 từ 73% xuống còn 22%, và giải thích sự khác biệt này là do có thêm dữ liệu và sự lây lan nhanh của biến thể. Phát ngôn viên CDC cho biết, CDC nhận được thêm dữ liệu và do đó tỷ lệ nhiễm Omicron giảm xuống. Tuy vậy, điều quan trọng là tỷ lệ nhiễm Omicron tiếp tục gia tăng. Biến thể lây lan mạnh này được phát hiện đầu tiên ở miền Nam Phi Châu và Hồng Kông vào hồi tháng 11, với ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở Hoa Kỳ được phát hiện ngày 1 tháng 12 ở một người đã chích ngừa đầy đủ mới đến Nam Phi. Kể từ đó, Omicron lan nhanh khắp thế giới và đẩy số lây nhiễm ở Hoa Kỳ tăng cao, làm hàng ngàn chuyến bay bị hủy và xóa nhòa hy vọng một mùa lễ bình thường hơn. Biến thể Delta chiếm 41.1% tổng số ca COVID-19 ở Hoa Kỳ tính cho đến ngày 25 tháng 12. Ông Scott Gottlieb, cựu giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho hay, nếu ước tính mới về Omicron của CDC là chính xác, thì nó cho thấy phần lớn số ca nhập viện hiện nay vẫn là do biến thể Delta. California trở thành tiểu bang đầu tiên vượt qua mức 5 triệu ca nhiễm COVID-19. California đã trở thành tiểu bang đầu tiên ghi nhận là hơn 5 triệu ca lây nhiễm COVID-19. Và cột mốc ảm đạm này không hoàn toàn bất ngờ ở tiểu bang 40 triệu dân. Ca nhiễm coronavirus đầu tiên ở California được xác nhận vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 và phải mất 292 ngày để đạt được mức 1 triệu ca lây nhiễm vào ngày 11 tháng 11 trong năm đó, và 44 ngày sau đã lên đến mức 2 triệu ca. Số lây nhiễm ở tại California cũng dẫn đầu các tiểu bang lớn khác.
Texas thì ghi nhận là hơn 4.4 triệu ca và Florida thì vượt qua 3.9 triệu ca tính đến ngày Chủ nhật. Hơn 75.500 người đã bị tử vong vì COVID-19 ở tại California. Và Cali đã ứng phó hiệu quả hơn nhiều tiểu bang khác đang đối phó với đợt lây nhiễm tăng vọt với các khu vực ở tại Midwest và Đông Bắc, thì ghi nhận số ca mới và nhập bệnh viện đã tăng vọt. Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã xem Cali là nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao cùng với gần như tất cả mọi nơi khác trên toàn quốc. Nhưng trong tuần qua thì California ghi nhận bình quân là 16.4 ca mới trên 100.000 dân, chưa đến 1/3 tỷ lệ của toàn quốc. Trong khi đó thì số nhập bệnh viện đã tăng chậm ở tại California khoảng 12% trong 7 ngày qua, lên đến con số là 4.401 ca. Con số này chưa bằng một nửa trong lúc đỉnh điểm vào mùa hè và bằng 20% cách đây một năm. Trước khi vaccine được sử dụng một cách rộng rãi, thì trình tự đại dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ thường được nhắc đến là California. Tiểu bang đã phát hiện những ca sớm nhất trong số hành khách từ Hoa Lục, nơi đại dịch bắt nguồn. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2020, cái chết của một phụ nữ ở tại San Jose, đó là ca tử vong đầu tiên về coronavirus ở tại Hoa Kỳ. Và trong cùng tháng thì Cali phát hiện đã ca đầu tiên ở Hoa Kỳ không liên quan đến việc đi lại và là trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên. Delta Airlines và Alaska Air Group hủy hàng trăm chuyến bay vì thời tiết xấu và số ca nhiễm biến thể Omicron tăng. Các hãng hàng không Delta Airlines và Alaska Air Group đã hủy hàng trăm chuyến bay hôm thứ Ba vì thời tiết xấu và số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng. Hãng Delta cho hay họ hủy hơn 250 trong số 4.133 chuyến bay trong ngày thứ Ba, trong khi Alaska hủy 150 chuyến bay đến và đi từ Seattle. Tính cho đến 2 giờ chiều, tổng số chuyến bay bị hủy trong nước đến và đi từ Hoa Kỳ là 1.034 chuyến, với 2.694 chuyến bay bị hoãn, đánh dấu ngày thứ Năm hàng loạt chuyến bay bị hủy. Bất chấp gián đoạn đang diễn ra, Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hôm thứ Ba cho hay họ hiện không xem xét đề nghị bắt buộc chích ngừa đối với các chuyến bay trong nước, phản hồi đề nghị ngày hôm trước của bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ. Khi được hỏi về phát biểu của ông Fauci, giám đốc CDC Rochelle Walensky trả lời, hiện tại CDC tập trung vào những cách để dân chúng đi chích ngừa. Các chuyến bay trong nước cũng là chủ đề thảo luận, nhưng CDC hiện nay chưa xem xét đến. Bà Walensky cho biết, CDC xem xét tất cả chính sách và mạnh mẽ khuyến cáo chích ngừa, vì những người chưa chích ngừa có nguy cơ nhập viện vì COVID-19 cao hơn rất nhiều. Các hãng hàng không Hoa Kỳ đã hủy hơn 1.000 chuyến bay hôm thứ Hai, sau khi hàng ngàn phi cơ ngừng hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh, khi các hãng phải đối diện với thiếu hụt nhân viên vì lây nhiễm COVID-19 và thời tiết xấu tại nhiều khu vực trên khắp Hoa Kỳ. Tuyết rơi dày đặc ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương hôm thứ Hai góp phần vào việc phải hủy hơn 110 chuyến bay dự tính đáp xuống phi trường Seattle và Tacoma. Tổng thống Joe Biden bỏ đi hạn chế đi lại đối với 8 nước miền Nam Phi Châu. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Ba đã ký tuyên bố hủy bỏ một lệnh trước đó, trong đó thì hạn chế việc đi lại từ 8 nước ở miền Nam Phi Châu, với hy vọng là ngăn chặn biến thể Omicron. Và biến thể lây nhiễm mạnh này được phát hiện đầu tiên ở tại Nam Phi vào cuối tháng 11. Ông Joe Biden nhanh chóng hạn chế việc đi lại của hành khách không phải là công dân Hoa Kỳ từ Nam Phi, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi. Trong tuyên bố vào hôm thứ Ba, thì Tổng thống cho hay quy định hạn chế này không còn cần thiết nữa và sẽ được hủy bỏ sau nửa đêm ngày 31 tháng 12. Ông Joe Biden cho hay là có thêm nhiều thông tin về biến thể Omicron trong những tuần qua. Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đề nghị hủy bỏ quy định hạn chế đi lại. Và Tổng thống nhắc đến những nỗ lực mới để mà giám sát hành khách nhập cảnh, như là quy định toàn bộ hành khách đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không phải có xét nghiệm âm tính COVID-19 nội trong ngày mà họ khởi hành, bất kể tình trạng chích ngừa. Khoảng thời gian quy định trước đó là 3 ngày.
và biến thể Omicron lây lan nhanh gây ngạc nhiên cho giới chức y tế, và họ đẩy mạnh những nỗ lực để mà khuyến khích người dân Hoa Kỳ đi chích ngừa và chích vaccine tăng cường, giúp tăng bảo vệ chống biến thể mới. Quyết định hạn chế đi lại từ miền Nam Phi Châu khiến cho nhiều nhà khoa học thắc mắc, kể cả từ Tổ chức Y tế Thế giới là WHO, những người lý luận chính phủ Hoa Kỳ đang trừng phạt không cần thiết Nam Phi và các nước khác vì xác định cũng như nhanh chóng báo cáo biến thể mới xuất hiện. Qua tin tiếp theo cho biết, 5 người thiệt mạng trong vụ nổ súng ở khu vực Denver, Colorado. Thưa quý vị, loạt nổ súng bắt đầu ở Denver tối hôm thứ Hai và kết thúc ở thành phố Lakewood gần đó, làm 5 người thiệt mạng, kể cả nghi phạm và 3 người khác bị thương, trong đó có một cảnh sát. Tay súng trốn thoát cảnh sát 2 lần, hiện chưa rõ động cơ của ông ta. Cảnh sát trưởng Denver là Paul Payson cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại 4 địa điểm trong thành phố. Cảnh sát Denver cho hay, hai phụ nữ thiệt mạng và một nam giới bị thương gần khu vực trung tâm thành phố. Sau đó, thi thể của một người bị bắn chết được tìm thấy trong một công viên. Cảnh sát đối phó với cuộc gọi tại địa điểm thứ ba. Sau đó, cảnh sát phát hiện chiếc xe họ cho là liên quan và đuổi theo. Hai bên đấu súng, nhưng nghi phạm làm mất hoạt xe cảnh sát và chạy sang Lakewood. Phát ngôn viên cảnh sát John Romero ở đó cho biết, người thứ tư bị bắn chết bởi người đàn ông được cho là tay súng từ Denver. Cảnh sát tìm thấy xe của nghi phạm ở khu vực mua sắm Belmar. Khi cảnh sát đến gần ông ta bắn cảnh sát và cảnh sát bắn trả lại. Nghi phạm chạy bộ lẫn trốn. Nghi phạm hăm dọa tại một cửa hàng. Sau đó ông ta đến khách sạn Hyatt House Hotel, nơi ông ta bắn một người. Cảnh sát chưa có thông tin về nạn nhân này. Cảnh sát đối đầu với nghi phạm bên ngoài khách sạn và ông ta đã bắn cảnh sát, làm một cảnh sát trúng đạn. Nghi phạm tử vong tại hiện trường. Cảnh sát Lakewood không cho biết ông ta tự tử hay bị cảnh sát bắn chết. Cựu thống đốc của New York là Andrew Cuomo không bị truy tố hình sự với cáo buộc là hôn hai người phụ nữ. Một công tố viên quận hạt ở tại New York đã quyết định là không truy tố hình sự ông Andrew Cuomo, là cựu thống đốc của tiểu bang, về cáo buộc là ông hôn hai người phụ nữ trái với ý muốn của họ. Công tố viên là Miriam Roca vào hôm thứ Ba cho hay, mặc dù có bằng chứng đáng tin cậy củng cố khiếu nại của các phụ nữ, nó không đáp ứng quy định theo luật định để mà truy tố hình sự. Ông Cuomo đã từ chức vào hồi tháng 8 sau khi có nhiều phụ nữ từng làm việc với ông tố cáo ông đã quấy rối tình dục họ. Ông phủ nhận việc sờ mó bất kỳ ai và rằng việc thể hiện thân thiện của ông có lẽ bị diễn giải sai thành là tán tỉnh. Ông cũng phải đối diện với cuộc điều tra về việc văn phòng của ông đã tìm cách che giấu các nhà lập pháp mức độ tử vong vì COVID-19 tại các nhà dưỡng lão. Ủy ban đạo đức của tiểu bang thì kết luận ông dùng nhân viên tiểu bang để hỗ trợ cho việc viết quyển sách về kỹ năng lãnh đạo của ông. Trong đó ông nhận trước là 5.1 triệu đô la. Ông từ chức sau khi mà văn phòng Bộ trưởng Tư pháp ở New York là Letitia James công bố báo cáo trong đó kết luận là ông Cuomo quấy rối tình dục 11 phụ nữ. Nhiều công tố viên quận hạt cho biết là họ sẽ điều tra khiếu nại trong thẩm quyền của họ. Trong một khiếu nại được quận hạt Westchester điều tra, thì có một nữ cảnh sát tiểu bang cho biết rằng bà đang làm nhiệm vụ bên ngoài nhà của ông Cuomo ở tại Mount Kisco. Và khi bà hỏi thống đốc là ông có cần giúp đỡ gì không, bà cho hay là ông đã hỏi là ông có thể hôn bà được không, thì bà giải thích là bà lo sợ rắc rối nếu từ chối đề nghị của thống đốc, nên bà đã trả lời là được. Trong lần thứ nhì thì ông Cuomo đã nắm tay bà và kéo bà về phía ông, rồi hôn lên má mặc dù bà không đồng ý. Thưa quý khán giả, và sau đây là tin New York tiễn năm 2021. Vài chục người hôm thứ Ba đã xếp hàng để cắt vụn những thứ họ muốn quên đi về năm 2021, bao gồm dịch bệnh toàn cầu hiện vẫn đang ám ảnh thế giới, tại sự kiện ngày tống khứ hàng năm tại quảng trường Times ở thành phố New York. Những người tham gia được khuyến khích viết ra những kỷ niệm không vui trong năm, sau đó bỏ vào lò đốt.
trong những năm trước, sự kiện sử dụng máy cắt giấy. Trong số những điều cần tống khứ là COVID-19 và các hậu quả của nó như sức khỏe, tâm thần. Cô Sarah là y tá ở Nashville, Tennessee cho biết, cô là y tá ở khoa chăm sóc đặc biệt ICU. Trong 2 năm qua là công việc vất vả nhất từ trước đến nay của cô. Đau lòng nhất là cầm iPad cho các bệnh nhân COVID-19 đang hấp hối vì không ai có thể ở bên cạnh họ được. Cô thực sự không muốn làm công việc như thế nữa. Times Square Alliance tổ chức sự kiện này từ năm 2007, gần nơi quả cầu thả xuống trong đêm giao thừa trong những giây phút cuối cùng của ngày 31 tháng 12. Diễn viên Jonathan Bennett phụ trách dẫn chương trình. Những vấn đề muôn thuở như khó khăn tài chính cũng là chuyện hàng đầu của những người tham dự sự kiện năm nay. Ông Julian ở Manhattan thậm chí mang bản kê tài chính hàng năm đến đốt tại sự kiện. Ông nói rằng ông cần tống khứ COVID-19 và tất cả những chuyện tài chính nhức đầu. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hình Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.